cho một một bộ sản phẩm, một bộ thôi ạ, 1 triệu, nhưng mà nó dám chi một bộ 1 triệu ấy ạ, cả chụp mẫu, nó chỉ có chụp đấy, chụp một bộ là 4 ảnh. Rồi, tốt nha. Tiếp tục đi. Nói chung là tập trung vào hình ảnh và video. Có sao dùng vậy, và nhà nghèo thì phải nghĩ cách sáng tạo. Cái nhà nghèo mà đi thuê mẫu mới quay 1 triệu một mẫu thì căng đét. 1 triệu một mẫu cũng không phải là vấn đề, nhưng mà một mẫu đấy phải bán như Hải Ánh này, hiệu quả cao này. Không mất tiền quảng cáo, không mất tiền chụp ảnh, chạy vẫn ra nghìn đơn vẫn bình thường. Thế mà chất hay. Suất cao nhất luôn. Về nội dung quảng cáo thì các bạn cũng thể hiện ngôn từ này, cách viết thể hiện độ dài của quảng cáo trong này thì nó vừa phải nhẹ nhàng thôi nha, vừa phải nhẹ nhàng thôi, bởi vì nội dung nó tập trung vào hình ảnh và video rồi, text không cần quá đâu. Nhưng mà lưu ý cái phần mà 3 dòng đến 6 dòng ấy, 3 dòng trên trên điện thoại và 6 dòng trên máy tính, những cái nội dung cái text đầu tiên ấy là phải giật tít rất mạnh đấy. Đấy, ví dụ như các bạn nhìn thấy ở đây là cái ghế nó chụp đúng không ạ? Thì cái hình ảnh cái ghế nó rất là to. Nó chiếm gần như 85% diện tích của một cái mẫu quảng cáo. Giảm giá 86% chỉ còn 14 triệu. Và 14 triệu 800 bao nhiêu nghìn đấy. Thì con này ở bên Trung Quốc nó nhập chắc khoảng độ 7-8 triệu. Nó bán độ 14 15 triệu cũng ok. Cái ghế này ngày xưa tôi đặt ở bên Trung Quốc về rồi tôi biết. Về đến Việt Nam mà vác đến tận phòng khách của tôi là mới có 7 triệu rưỡi. Nhưng mà cái này thì nó cũng nhanh hỏng lắm. Tàu mà. Hình ảnh tập trung vào 4 bức ảnh đầu tiên mình đăng lên và theo đúng bố cục và chiến lược. Bạn có thể nhìn thấy là nếu mà cái ảnh số 1 các bạn đăng nó là ảnh dọc thì nó sẽ rơi vào cái trường hợp màu xanh lá cây này, và 3 cái ảnh tiếp theo nó sẽ nằm ở bên phải. Nhưng mà nếu mà cái ảnh đầu tiên bạn đăng nó là ảnh ngang thì 3 cái ảnh tiếp theo nó là ảnh ở bên dưới. Và nếu như các bạn muốn để hình vuông như thế này thì 4 bức ảnh này bạn phải để dưới dạng ảnh vuông, đồng thời bạn gắn logo vào, bạn kèm theo cái thông điệp. Thông điệp 20% đấy, các bạn nhìn thấy ví dụ như nó giảm 60% chỉ còn bao nhiêu đấy, thì cái chữ viết ở trên cái bức ảnh nó rất là nhỏ nhưng mà nó vẫn thể hiện được thông điệp. Bạn có thể chạy một cái dòng text trên và một cái dòng text dưới để mà mình tối hóa hình ảnh thêm. Đấy, tiếp tục. Đấy, đây là cái loại đăng 5 ảnh. Nhưng mà tôi không khuyến khích các bạn đăng 5 ảnh. Tôi khuyến khích các bạn đăng 4 ảnh hoặc trên 4 ảnh để chạy quảng cáo. Bởi vì đấy là cái mẫu mà gần như là tốt nhất hiện nay. Cái mẫu tốt nhất hiện nay. Còn nếu mà các bạn chạy một ảnh thì nó lại khác. À, nếu bạn chạy một ảnh thì lời khuyên là nên chạy ảnh dọc. Nếu mà một ảnh nó là ảnh ngang thì nó là ảnh màu
vàng đây. Nếu mà một ảnh là ảnh vuông thì đây, và một ảnh là ảnh dọc thì đây. Một ảnh thì lời khuyên là nên chạy ảnh dọc. Đấy. Thậm chí có thể là tắt cả PC đi, tắt quảng cáo PC đi. Đừng chạy quảng cáo hai ảnh. Các bạn nhìn thấy đây ạ, hai ảnh không hiệu quả thế nào. Nó không hề tối ưu được hình ảnh. Về video, đúng không ạ? Về video thì thời trang chúng ta cũng nên quay, chúng ta nên quay. Nhưng mà trong một số bộ sưu tập thì mình cũng phải cắn răng mình chọn một hai con mẫu hàng đẹp, mình quay nó lên để mà giống như là tiêu điểm. Thực ra thêm 1 triệu thì nó cũng không phải là vấn đề lắm. Nếu mà con hàng đấy em bán tốt thì em chỉ cần bán thêm 2-3 hàng thôi là cũng đã đủ cái tiền chi phí rồi. Nhưng mà nhờ cái con video đấy, nhờ cái video đấy thì em lại bán được thêm 200 hàng chẳng hạn, ví dụ thế. Thì rõ ràng là đầu tư về mặt video như thế là rất hiệu quả. Thậm chí mà nếu mà mình thấy sau này tín hiệu nó tốt hơn, có thể là Tết dịch giã nó ổn định tốt hơn, thì thậm chí mình có thể thuê cả những người mà rất là nổi tiếng. Nhưng mà mình có thể thuê những người nổi tiếng theo cách mà không phải giống như Hồ Ngọc Hà hay là Mỹ Tâm nhá, mà mình thuê những cái bọn mà nó hot Facebook, nó hot TikTok. Bọn đấy có khi lại còn hay hơn Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm rất nhiều. Vâng, đúng rồi, mà chi phí rẻ hơn. Chi phí rẻ mà hiệu suất bán hàng rất là cao. Như em có khả năng là do năm ngoái cái nick game quảng cáo tốt ấy, cho nên là doanh thu của em cao. Chứ như năm nay cái nick này nó cả quảng cáo hơi kém. Năm ngoái em quảng cáo có thời điểm ấy, ví dụ như là nick em có 100, cứ coi như là 100.000 lượt like đi, thì có khi em quảng cáo được đến 1 triệu cho đến 2 triệu lượt tiếp cận trong vòng 1 tháng hoặc là như nào đấy. Thì đến lúc mà em post cái video lên ấy, nhiều khi trong vòng 1 ngày thôi nó đã được 3 đến 400 comment rồi. Năm ngoái là em chạy video rất là ăn. Thực ra thì năm nay nó vẫn ăn thôi. Chẳng qua là vì là mình cũng vào dịch giã rồi, cộng với lại mình rơi vào những cái trạng thái tài khoản nó cũng kém hiệu suất hơn. Nhưng mà thực tế là do ấy. Dịch nhiều. Là dịch nó quyết định phải đến 80%. Năm ngoái đầu dịch thì vẫn còn vui lắm, năm nay dịch thì chả cười nổi nữa. Tại vì năm nay nó kéo dài đến tận 2 năm rồi, người ta còn chưa kịp phục hồi kinh tế thì lại tiếp tục dịch. Đúng rồi. Mọi người lưu ý nhé, tôi nói một cái cách hình ảnh hay là nó là cơn mưa, càng tắm mưa nhiều ấy, thì ốm càng lâu dậy. Mũ cười nổi nha. Thôi, dù sao thì chúng ta vẫn phải sống, đúng không? Chúng ta vẫn đang học tập đây, thầy vẫn ở đây hỗ trợ các bạn. Cứ chỉ cần nó hừng hừng, dịch giã nó hừng hừng lên cái là ta sẽ có cơ hội bán hàng, gỡ lại những cái số mà ta đã bị mất.
cộng với lại đạt được những cái số mà ta xứng đáng có. Dạ, uống tạm nước lọc vậy. Chờ dính nó ổn ổn, nó có cháo loãng Thôi được rồi, gì làm gì căng thẳng thế, mai thầy bảo chị Nga cứu trợ mỗi người 10 kg gạo. Là gì mà căng thẳng thế, đến mức đấy, mà đổi đổi sang cứu trợ mì tôm thôi, chứ bây giờ cơm là phải mua thức ăn với rau. có thể gửi thêm muối tinh mà. À, có thể gửi thêm muối tinh mà. Tiếp nghe Nhung nói chuyện về này có vẻ lâm ly bi đát quá. Không, vẫn vui lắm thầy ạ. Ăn mì tôm nhà nhà em có trồng rau Thế muống à? rồi. Em từ hồi dịch giã đến giờ là em chuyển về quê trồng cây rồi. Bình thường không có dịch ấy thì thầy đi làm thì về nhà là vẫn hay chạy về nhà ở Bắc Ninh, chỗ mà chỗ 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 anh Tiến chị Nga ấy, với nhà thầy rất là gần, thầy chỉ về 10 phút là về đến nhà. Thế về nhà là rau củ quả thịt thà là mẹ thầy cứ mua xong là mang ra rất là rẻ. Ở nhà rẻ hơn nhiều, ở nhà ăn rẻ. Như em thích ăn cá mương, nó lại tép với toàn có cá mương thì 10.000 một cân, tép thì 20.000 một lạng. Thế thì có gì mà phải lo mà cứ Không, em không kêu. lo, giả vờ kêu tí thôi thầy ạ. Gì cũng phải lo. Bây giờ rất lạc quan rồi các bác ạ. Tiếp nhá. Tóm lại là gì? Xem cái slide này nó bảo là 92% mọi người cho rằng là quảng cáo trên Facebook bằng video rất là hiệu quả. Đấy, tương tự như thế thì 57% trên Instagram và 47% trên YouTube. Và YouTube gần như chỉ bằng một nửa Facebook thôi. Đấy. Đây là đầu tư vào quảng cáo bằng video giúp tôi. Mà video thì phải đẹp, sáng tạo, thông minh. Bây giờ phải tối quảng cáo bằng video, đầu tư những em xinh tươi làm kịch bản nhá, hay hấp dẫn gây cấn. Rồi, ví dụ như là ở những cái chỗ bây giờ làm một cái video dạng thời trang công sở nhưng mà ở nhà cũng phải đẹp Làm vợ em được. đúng không, sáng ăn mặc cực đẹp Vâng, xong đi ra em xuống dưới xong. nhà là rửa bát. Đấy, xong rồi ăn mặc cực đẹp xong rồi đi ra là đi đổ rác. Làm khoảng cái video như thế mà chạy quảng cáo và view rất cao luôn, mà chốt đơn sẽ rất là tốt. Cứ thử nghĩ đi xem có đúng không. Có thể làm Video mà có video. tính sáng tạo Ừ. với gay cấn, bây giờ nói về những cái kiểu trend thì là tốt hơn. Ừ. Kiểu video về 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 mấy cái lằng nhằng xong rồi không liên quan đến bán hàng thì em thấy lượt view nó tốt hơn. À, luôn luôn là như thế. Thực ra là nó luôn luôn là như thế chứ không phải là những cái video đấy nó tốt hơn, mà thực ra là nó luôn luôn là như thế em ạ. Rồi nhớ xong rồi mặc đồ nhà mình thì khách sẽ, ví dụ khách đi đẹp thì khách sẽ hỏi bên dưới là áo này bạn mặc bao nhiêu. Làm video nói linh tinh nhưng mà mặc đồ nhà mình. Cũng Không được. lên thì không nói gì đến sản phẩm cả. Thế thì sản xuất nhiều cái video dạng 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 đánh ghen đánh ghét cũng được, hài hài vui vui. Bây giờ chị em nên quả lên nên quay video trước và sau dịch, chị em mình te tua lên cỡ nào ấy. Before after. Before after.
Không thì các bác có xem chị Nguyệt trên 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 TikTok không? Chị Nguyệt giả làm chị Nguyệt, có một cái chị bán kem sộn, chị quay clip về chị Nguyệt chuyên nhái lại. Em thấy hay dã man, bà ấy làm clip hay dã man luôn. Là chuyên nói mấy cái đạo lý đúng không chị? Câu thơ các kiểu ngày xưa không, đúng không? Cái đấy thì là một chị khác rồi. Em không hay xem chị lắm, nhưng mà chị nói thì cũng có hay. Nhưng mà em thì em thích cái chị mà kiểu bán kem trộn xong rồi giả nói kiểu nhái lại cái những cái phân đoạn trong phim chị Nguyệt Thảo Mai ngày xưa chị. Rồi em biết rồi. Cái chị bán giảm cân dứa đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái chị đấy thì hot mà. Em thấy còn lập mấy cái TikTok ấy. Bà ấy làm video cả mấy đầu tư với lại cảm giác chuyên nghiệp dã man. Chuyên nghiệp. Nhưng cũng phải có bạn diễn chứ cơ chị ơi. Đúng rồi, nhưng mà công nhận là bà ấy diễn có đầu tư với lại bà ấy diễn hay. Bạn cũng có mấy bạn diễn khiếp như em, nhiều khi cũng diễn TikTok nhưng mà có mỗi một mình, với lại nhiều khi nó không được ok lắm, kiểu không được chuyên nghiệp, không được đầu tư ấy. Mình chỉ làm nhanh ấy nên nó không có follow nhiều. Đi lắm. TikTok của chị là gì chị Nhung ơi? Thì vẫn tên thương hiệu thôi. Tại vì không 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 chơi TikTok cá nhân. À, có nghĩa là chị chơi bếp à? Chơi không phải chơi bếp mà là chơi theo kiểu là vẫn là tại vì TikTok nó có hai dòng như sao ấy. Một dòng là cá nhân, một cái là của cái gì ấy thì mình chọn cái của như kiểu của fanpage, nó cũng dạy xem một dạng như kiểu của Facebook ấy. Nó có hai cái trường. Em thấy TikTok này giờ cũng hay mà, vào đấy cũng nhiều cái thú vị ấy. Mà bây giờ em thấy lướt TikTok nhiều hơn là lướt Facebook ấy. Bởi vì Facebook hầu như Nó toàn video. Như đợt đầu nghiện nghiện cái watch của bọn Facebook hay sao, có phải watch hay cái gì Facebook watch. Có một cái, đúng rồi. Đầu tiên thì em bị nghiện cái đấy đấy, không dứt được ra, cả đêm chỉ có nằm ngồi xem lướt và lướt. Nó nghiện nghiện một cách kinh khủng, xong rồi sau này ra TikTok thì em lại bắt đầu nghiện TikTok. Nghiện xem video. Nghiện mà không cai được. Đúng rồi, em cũng nghiện TikTok lắm đấy. Nhưng mà mình nghiện xong rồi mình cũng thích kiểu mình làm để được như người ta đấy. Nhưng mà làm không ăn thua mấy. Chắc mình chưa đầu tư mấy. Thế thì bây giờ làm như người ta thì làm như nào? Vấn đề là gì? Thầy có cho đi tóc không thầy? Có. Nhưng mà nói chung là không ấy lắm. Không người thích lắm. Vậy rồi. Em thấy hay mà, bởi vì em cảm giác bây giờ như kiểu nhá, TikTok thì nó không được bán hàng, thì nó có rất là nhiều video hay. Ví dụ mình, em mà quan tâm đến của ai là em hay vào, em mò mẫm, em vào em xem Facebook của người ta với các kiểu luôn. Còn ở trên Facebook bây giờ thì mình, em bán hàng trên đấy nhưng mà em lại lười lướt Facebook. Bởi vì Facebook bán hàng thực sự là lướt, ai cũng bán hàng nên là cũng chán. Sang TikTok thì đỡ hơn. Ừ, đồng ý. Nhưng rồi em cũng sẽ thấy là rồi chỗ đấy cũng là cái mảnh đất người ta cũng bán đầy trên đấy thôi. TikTok cũng đang bán hàng, đang quảng cáo rất là mạnh mà. Đúng rồi. Ừ. Nhưng em thấy hình như kiểu cá nhân là TikTok thì đang rất là rẻ mà. Nhưng mà thường thì mọi người sẽ dùng TikTok để kéo nguồn. Đúng không? Kéo nguồn. Thế em thấy bán hàng trên TikTok toàn kiểu bán theo kiểu Lazipet, tức là nó chuyển lấy về. Vâng, chuyển dữ liệu về. Chuyển traffic về đó. Mọi người có thể chạy thử cái phương án như bọn nó làm thế cũng được.
mà quảng cáo landing page thì phải biết làm landing page xong rồi là mua cốt hay là mua cái gì gì đấy. Em nói một em đọc ở trên mạng mà đọc một hồi thì em phát điên loạn lên về cái đấy, không thể nào hiểu nổi. Làm cái landing page thì dễ mà. Dễ, không khó gì nào đâu. Cần làm thì thầy làm cho. Làm khoảng độ 3 4 tiếng là nó sẽ xong thôi. Chạy chạy cái đấy không, chạy sản phẩm em thấy chạy chạy cái đấy nhưng mà em không biết hiệu quả em nào, nhưng mà công ty thuốc mà mấy con em làm ấy thì toàn chạy cái đấy thôi, Thuốc viết thành mục nó phải, thuốc nó phải chạy cái đấy rồi. và toàn viết web giả xong rồi là lấy đường link lấy thông tin khách hàng. Hôm nào buổi buổi sau dạy mọi người làm landing page. Cũng được thế ạ, là vì là gì phép em không biết làm. Dễ mà. Very easy. Ok, bởi vì ngày nay khách hàng thích xem video hơn là thích đọc hình ảnh nhiều hoặc là đọc text nhiều. Đấy. Vì thế là hãy tập trung cho video. Khi mà làm video ấy, bán hàng ấy, thì ta có thể làm cái dạng như này. Đấy. Nên có video dạng tách viền trên, tách viền dưới và video thì nên có sub. Bởi vì người ta thường xem video trong môi trường không tiếng động. Có hiểu ý mình không ạ? Hiểu ạ, đi Ừ. làm thường thì người ta không bận loa. Đấy, thì nó gọi là video trong môi trường không tiếng động. Có nghĩa là như thế. Thì các bạn làm đúng cái dạng như này, có tách quyền trên, tách quyền dưới và sắp, không sử dụng âm nhạc bản quyền nhá, dùng nhạc nền thông thường thôi, dùng nhạc nền thông thường thôi. Tiêu đề trên tiêu đề dưới này các chị dùng cái Canva, Canva em thấy chỉnh sửa nó dễ. Cái này là một người đi đâu? Hãy đầu tư vào nghiên cứu sản xuất video này. Những giây đầu tiên rất quan trọng, là bởi vì là Facebook nó sẽ tính tiền video mình sau 2 giây. Đấy, đến giây thứ ba là bắt đầu tính tiền rồi. Đấy, và chúng ta nên dùng video dọc hoặc video vuông, bởi vì đây là nền tảng của điện thoại di động. Đây là nền tảng của điện thoại di động. Và khi giới thiệu bán sản phẩm thì hãy bán ngay, giới thiệu ngay từ lúc những giây đầu tiên. Đừng có để đến lúc nói dài lê thê rồi thì mới mới giới thiệu.
hãy đưa ra lời kêu gọi trong video bán hàng, nhưng nên để nó ở chế độ giữa video thay vì cuối video. Tức là ví dụ như một cái video 1 phút thì giây thứ 30 phải là giây bán hàng. Đấy. Tiếp tục là về nhắm chọn mục tiêu. Nhắm chọn mục tiêu thì ở đây chúng ta thay đổi các cái mục tiêu. À, hôm qua thì cũng có một bạn nhắn tin cho tôi nói là em cũng chạy quảng cáo, em cũng có tương tác nhưng mà em không chốt được đơn. Thì phân tích với các bạn như thế này. À, không chốt được đơn ấy, thì một là do tính thời điểm. Hai là do cái page của mình mới chạy. Ba là do sản phẩm. Thì thường là cả ba cái lý do này nó hội tụ, là mình cứ chưa chốt được. Nhưng mà mình chạy và mình thấy là có thông tin về khách hàng họ quan tâm như vậy, thì chứng tỏ là ok, rõ ràng là mình tiếp cận được một cái nguồn thông tin như vậy. Rõ ràng là mình tiếp cận được một nguồn thông tin như vậy là rất là tốt, đúng không ạ? Mà trước đây mình chưa hề có. Trước đây là mình chưa hề có, đúng không ạ? Nên là mình thay đổi các cái nhắm chọn quảng cáo. Như mình đã khuyên các bạn có thể chọn về tỉnh thành, địa lý, khu vực, giới tính, thói quen, sở thích, hành vi. Có thể thay đổi, có thể chạy remarketing, có thể chạy tệp group online, hoặc là tệp tương tự, hoặc là tệp tùy chỉnh. Đấy. Có thể chạy rộng, có thể chạy hẹp, có thể chia thành nhiều nhóm.